quốc cơ quốc nghiệp chuẩn bị phá kỷ lục thế giới. Ngày 23 tháng 12, chặng đường chinh phục kỷ lục thế giới mới với nội dung giữ thăng bằng trên đầu. Leo lên 100 bậc cầu thang nhà thờ Girona với thời gian dưới một phút của quốc cơ quốc nghiệp sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha. Hai anh em quốc cơ quốc nghiệp đã lên chuyến bay sang Tây Ban Nha tuần trước để chuẩn bị cho sự kiện phá kỷ lục thế giới của chính mình với tiết mục giữ thăng bằng một người trên đầu và leo liên tục trên những bậc thang. Ngay sau khi đến nước bạn, hai anh em quốc cơ quốc nghiệp đã bắt tay vào tập luyện. Thách thức của kỷ lục lần này là giữ thăng bằng trên đầu leo lên 100 bậc cầu thang nhà thờ Girona dưới 1 phút. Theo thông tin mới nhất được chính quốc cơ quốc nghiệp chia sẻ tại buổi tập luyện thứ hai, mặc dù họ đã cố gắng rất nhiều, nhưng họ còn thiếu 10 bậc nữa thì mới hoàn thành được bài biểu diễn. Trao đổi về kết quả này, hai anh em cho biết có một vài khó khăn về giờ giấc và thời tiết đã ảnh hưởng một chút đến buổi tập. Tuy nhiên, mục tiêu hoàn thành 10 bước để về đích đang được cả hai nỗ lực hoàn thành, trong khi họ chỉ còn khoảng 20 giờ nữa để tập luyện. Quốc nghiệp chia sẻ, dù cá hồi hộp vì lâu rồi chưa biểu diễn trước khán giả quốc tế, tuy nhiên hai anh em nghiệp rất tự tin để mang niềm tự hào Việt Nam ra thế giới. Chúng tôi sẽ biểu diễn đúng với tinh thần tự hào Việt Nam. Bài biểu diễn phá kỷ lục thế giới sẽ được diễn ra vào lúc 1 giờ 30 phút giờ Tây Ban Nha, tương đương với 7 giờ tối nay ngày 23 tháng 12 theo giờ Việt Nam.